Chào bạn, chúng ta đã đến với chúc mừng năm mới. Đây là đường ở trên tòa nhà của Queen Studio. Chào các bạn, đây là anh Trung Hoàng. Chúng ta đến với Queen Wedding. Ok, xin chào các bạn, và hôm nay các bạn lại được gặp mình đến với một chương trình, đó là tới với thăm các studio cực kỳ nổi tiếng Hà Nội. Thì hiện tại hôm nay mình có mặt ở Queen's Wedding và đến thăm anh Trung Hoàng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng anh Trung Hoàng trao đổi về một số cái việc sử dụng thiết bị trong cái việc các phong cách chụp ảnh của anh ấy, và đặc biệt là trong cái việc anh chụp ảnh phóng sự cưới và ảnh ăn cưới nhé. Ok, xin chào anh Trung. Chào Kiên. Hello anh. Và hôm nay thì máy cũ Hà Nội đến đây thăm Queen Wedding, thì em sẽ có một số cái câu hỏi mình cùng trao đổi nhá. Bởi vì rất là nhiều anh em trên mạng có hỏi em là cái việc mà mình chụp cưới ấy, thì nó có khó không, và để bắt đầu chụp cưới thì chúng ta nên bắt đầu với những thiết bị gì. Thì anh có thể trao đổi với em một cái là đầu tiên là anh đến với nhiếp ảnh như thế nào, và tại sao anh lại chọn cái việc là chụp wedding trở thành một nghề nghiệp của mình không? Chào mọi người, nhưng mà mình có chia sẻ một chút về tại sao mình đến nghề về chụp ảnh. Thực ra là việc chụp ảnh nó là việc kiểu nghề chọn người ấy. Thế ra là sẽ không có một sự gọi là kiểu chủ động về. Thế ra nếu mà mình chủ động thì tốt, nhưng mà với mình thì nó sẽ không, hơi bị động về vấn đề này đấy. Thì hồi xưa mình có học nghề khác, sao là mình sẽ bây giờ mình sẽ thành một cái nghề khác. Tức là dòng đời xô đẩy anh. Dòng đời xô đẩy. Chứ mà cái chắc là trước đây anh học cái ngành này nó có liên quan gì đến việc chụp ảnh của anh bây giờ? Trước mình có học nghề kiến trúc thì chắc là kiến trúc thì cũng liên quan mật thiết hết mà. Thế thì cái hồi đấy là anh mua máy ảnh để mình chụp kiến trúc, hay là mình đến với nhiếp ảnh như thế nào? Hồi xưa thì mình mua để chụp ảnh kiểu để sở thích thôi. Chụp gái đúng không anh? Đúng. Chụp gái thì 99 là sao không mua máy ảnh chụp gái rồi. Không, rất may ngoài chụp gái mình có một cái đam mê nữa là chung chung là gọi là chụp cái đẹp. Về sau thì mình bắt đầu phân hóa hơn chút, sâu mình biết sâu hơn nhiều. Nên là mình sẽ chụp phần thải để có thể vừa đối với anh em là đẹp là cứ gái, đẹp là gái các bạn ạ. Hầu hết là mình thấy là tầm 99% anh em mà mua máy ảnh để chụp gái thì không lệch đi đâu được, không trượt được các bạn. Thế thì như bây giờ thì hiện tại là anh đang chụp ảnh trong cái lĩnh vực cụ thể hơn, là ví dụ như cưới, nhưng mà cụ thể thì anh chuyên về cái gì, và phong cách chụp cưới của anh là phong cách gì? Hiện tại thì mình đang có chụp cưới, hầu như sẽ làm về mảng chụp cưới nhiều nhất. Trong cưới thì mình sẽ lại thích cái mảng gọi là chụp ngày cưới, và mọi người bây giờ gọi một cái từ là phóng sự ngày cưới. Phóng sự ngày cưới, phóng sự cưới đấy. Tiếp là ăn hỏi và đón dâu đấy. Thế tại sao anh lại thích chụp cái phong cách này, cái thể loại này? Cái phong cách này thì ra là mình kiểu nó cũng có duyên thôi. Thế là hồi xưa thì hồi cầm máy ấy, thì mình hay đi chụp street life, chụp đời thường ấy. Nên là mình thích hoạt động tự nhiên. Thế nên ra là hồi xưa thì chưa biết nhiều quá về phóng sự đâu, thì mình cứ đi chụp thôi. Và mình cũng cả biết qua một chút là chụp ảnh cưới là dạng gì. Sau khi đó đi update kiến thức các kiểu thì mình cũng là hiểu sâu hơn về phóng sự cưới. Thì mình biết là phóng sự cưới nó rất là hay, và nó thực sự là mình cảm thấy còn hay hơn cả chụp album building bây giờ. Tức là anh vẫn sẽ đam mê chụp cái thể loại gọi là phóng sự cưới hơn, đúng không? Thế thì cái bộ máy mà anh đang sử dụng, hoặc là trước đây anh sử dụng, thì là cái bộ máy gì để có thể phục vụ cho cái việc mà chụp phóng sự cưới? Từ trước đến giờ thì mình từ trước giờ anh sử dụng hay sử dụng hãng máy ảnh nào? Hay sử dụng hãng Nikon. Nikon đúng không? Trước đó kiểu chưa làm quá chuyên nghiệp ấy, thì mình dùng các dòng máy kiểu thấp đời như kiểu D700, D610, D600 gì đấy. Còn hiện tại thì mình đang dùng, trước đó mới gần đây thôi, thì mình vẫn dùng khoảng 2 năm rồi đấy, thì mình dùng Nikon 750.
khoảng đây 750 năm nửa năm nay trở lại đây thì mình chuyển sang dùng Nikon Z6. Z6 thì cũng giống Dũng đúng không? Dũng hôm trước sẽ chia sẻ là Z6. Thế tí mình sẽ hỏi một chút đó là cái đặc điểm mà như anh Trung thì tại sao anh lại lựa chọn cho mình chiếc Nikon Z6 để chụp phóng sự cưới nhé. Với mình thì mình đã sử dụng Nikon 750 và các dòng máy sắp khác của Nikon khá nhiều rồi. Nên là mình cũng đã trải nghiệm thế giới này cũng là tạm đủ để có thể nâng cao tay nghề một chút. Thế là việc mình chuyển sang một dòng thế mới là Mirrorless thì đó là dòng hiện tại Nikon mới ra con Z6 và Z7. Nhưng mà với mình thì Z6 là đã là khá là ok rồi. Thế anh có quan tâm lưng cấp lên Z7 không hay là chỉ Z6 là phù hợp rồi? Với một người làm dịch vụ nó không quá kiểu nặng về cái phần chất lượng file thì mình thấy Z6 là ok nhất rồi. Z7 thì nó sẽ hợp với những người chụp thời trang hơn để chụp file to, file rộng hơn. Vâng. Thế nhìn thì anh thấy cái điểm nổi bật của Z6 là gì? Thì nó đặc thù của Z6 là mirrorless thì nó cái tốc độ chụp rất là nhanh và nó hiển thị ngay trên màn chụp của mình để mình có thể quan sát thấy. Tức là mình chụp live view đúng không? Đúng rồi, live view. À thế cái khả năng lấy led ở trong vùng tối hay là các khả năng lấy led, bởi vì như chụp phóng sự cưới này em thấy là hầu hết là mọi người chụp buổi sớm này. Thứ hai là chuyển động rất là nhanh ấy, thì cái Z6 nó có đáp ứng được điều đấy không? Con Z6 thì đã khá là tốt đấy. Mình thì mình chưa trải nghiệm dùng Sony nhiều mà, nhưng mà mình có cầm qua thì mình thấy cái tốc độ led của Sony nó về chụp thôi nhá. Quay mình không dám mà tới. Vì tốc độ chụp của bọn Nikon Z6 này kiểu ấy thì nó khá là nhanh. Và thì mình thấy nó cũng kiểu chuẩn và nó nhạy, nó không bị nhỏ hoặc là kiểu bị trượt như kiểu mấy bên kia ấy. Nhưng mà em hỏi là bởi vì thường là mirrorless thì em cũng chưa gọi là sử dụng quá nhiều, nhưng mà có anh em feedback rất là nhiều vấn đề liên quan mirrorless, là đó là thứ nhất là cái view finder nó là view điện tử ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào độ quét. Cái thứ hai là bởi vì mình cũng là màn chụp điện tử này, rồi các thứ, thì khi anh chụp thì giữa những cái shot chụp ấy, anh có thấy nó bị delay không? Vấn đề delay thì mình nghĩ là do vấn đề thẻ nhớ thôi. Thì tại vì mirrorless thì bao giờ cái tốc độ rất là nhanh, mà tốc độ nhanh chỉ cần phải cái file cái đầu thẻ đó có cái độ cao để mình có thể chuyển file và đọc file rất là nhanh. Thì hiện tại mình có sử dụng một cái file đọc rất là tốc độ là 400 mb. Anh đang sử dụng một cái con đấy Z6 thì là dùng XQD đúng không? XQD. Con XQD của anh bao nhiêu GB? 128 GB. 128 GB mà hơn 400 mb/s đúng không? Con đấy gần như max speed bây giờ các bạn, cực kỳ nhanh. Hỏi Dũng một chút là em cũng dùng Z6 nhưng mà mục đích nhu cầu của em là khác đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ em đang chụp gì? Chụp thì chỉ là các event nhỏ, chụp sản phẩm và chụp tĩnh nhiều hơn. Thì tại sao với những điểm nổi bật như anh Trung vừa nói là về cái việc lấy led nhanh này, về cái việc mà đấy xử lý các thứ nhanh, thì em thấy như thế thì nó có phù hợp với công việc của em không? Bởi vì cái mục đích công việc của em nó khác hẳn với của anh Trung. Với mình thì khá phù hợp, bởi vì là khi mà đi chụp event nhỏ thì ánh sáng cũng khá là phức tạp. Thì với Z6 thì cái giải ISO của Z6 khá là tốt. Nó đến là mình có thể chụp ở 1600, 3200 với chất lượng rất là chấp nhận được, in nhất chất lượng rất là tốt. Cái tốc độ lấy nét thì mình có thể chuyển tốc độ lấy nét rất cũng nhanh. Thế ra khi mà chụp mà có thể bắt nét và chụp có thể xoay chuyển trong các event để mà chụp các góc của event đấy thì mình có thể hoàn toàn để xử lý được. Thế còn đối với chụp sản phẩm thì Z6 nó có phát huy tốt không? Z6 phát huy rất là tốt. Bởi vì nó sẽ hỗ trợ như thế nào? Một là cái màn hình live view, hai là các hệ thống kiểu thường thường thì mình chụp qua cả màn của bên mạng của Mac nữa, màn máy tính nữa thì mình cắm trực tiếp vào thì nó chuyển hiển thị rất là tốt. Cái mà nếu không những góc khó thì cái màn hình của Z6 hiển thị rất là chính xác, khá là chính xác, thành ra là mình không phải lo lắng quá nhiều là nó có bị lệch về màu này, về ánh sáng, về góc hay không. Tức là cái độ hiển thị màn hình nó cũng rất là tốt đúng không? Thì có một cái câu hỏi hỏi anh em luôn, đó là với Z6 thì nó xử lý cái phần white balance đấy, cái auto nhất là đặc biệt là cái auto white balance của nó có tốt không? Cái đấy là một điều mà anh em cũng rất là quan tâm. Có. Thực ra so với khi mà mình dùng 750 hồi xưa ấy, thì cái độ thi công và độ ám vàng không? Nó rất là đều tu đấy. Thì khi mình chuyển sang Z6 ấy, nó độ trong mà nó chuẩn màu trắng lắm. Nó tốt hơn đúng không? Bởi vì như chính bản thân em test và hỏi anh em rất nhiều, bởi vì cái việc là D750 là một con máy rất tốt nhưng mà cái việc xử lý auto white balance nó hơi kém so với con D850, nó là một trời một vực luôn á, cùng xử lý cùng một điều kiện là chụp tiệc tiếp chẳng hạn. Thì không biết Z6 thì nó có được như D850 không? Không biết được.
Thế ra mình cũng anh cũng dùng bề 850 rồi. Ừ. Thì anh thấy 80 thì nó có độ mượt mà hơn. Đúng rồi. Nhưng mà 80 vẫn có những bị ám vàng đấy. Vẫn bị. Nhưng mà chất 6 này hầu như là gần như là sẽ hết, nó đúng màu là đúng màu hơn. Nó là do hệ len. 850 vẫn sử dụng cái hệ len G và hệ nano cũ. Còn Z6 thì đang, nếu mà như mình chụp thì là đang dùng với lại ngàm Z mới với ông loại ống kính mới. Ví dụ như kiểu là em chụp với 50G thì vẫn phải xử lý lại vàng. Vẫn bị đúng rồi. Nếu mà dùng ghét thì xin lên vàng. Còn kit của nó đúng không? Còn kit thì ok, kit thì nó đưa về chuẩn khá là chuẩn. Dòng ghét là không bao giờ còn gì luôn, là chuẩn luôn. Thế thì bây giờ sang một câu hỏi là ví dụ như anh Trung thì anh đang sử dụng cái hệ ống kính gì và tại sao anh lại sử dụng hệ ống kính đấy so với công việc của mình? Những ống gì ngàm gì? Hiện tại thì mình vẫn sử dụng là len G thôi. Được. Tại vì chắc là điều kiện chưa phép một phần kinh phí đúng không? Tại vì cũng mới đầu tư bên này. Nên là nếu mà sẽ cố gắng năm sau thì mình sẽ chuyển hết tần sang dòng S. Được. Và thì những cái tiêu cự anh đang dùng và tại sao anh lại dùng những cái tiêu cự đấy? Hiện tại mình vẫn sử dụng ba dòng len chính, ba cái tiêu cự chính như là 50 này, 85 và 24. 24, 50 và 85. Ừ. Thì em thấy là hầu hết mọi người thường thì sử dụng cũng những cái tiêu cự cũng như anh chụp cưới đúng không? À. Thì cũng đa phần là anh em sử dụng là 24, 50 hoặc là 35, 85. Thì tại sao anh lại phải sử dụng cho mình cả ba giải tiêu cự? Thì nó sẽ phục vụ mục đích gì? Ví dụ như 24 anh hay chụp gì? 50 chụp gì và 85 chụp gì? 24 thì mình sẽ áp dụng nhiều về việc là chụp trong phóng sự. Còn ví dụ 50 khi đi trong phóng sự mình hay chụp 50 và 24 nhiều hơn. 85 thì hầu như là chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi, khoảng 10% trong một buổi phóng sự thôi. Còn cơ bản mình sẽ chụp 50 và 85, 50 và 24. Và thế còn 85 chắc là chủ yếu chụp album như thế này đúng không? Pre-wedding đúng không? Chụp 85 nhiều hơn. Còn phóng sự thì chỉ là 24 và 50 thôi. Thế còn như Dũng thì sao? Những nhu cầu công việc của em đang sử dụng ống gì? Như mình đang sử dụng thì là con 2470 F4 làm Z và một M50G. Tại sao em lại chọn cho mình một cái combo như thế? Thực ra thì với mình thì mình sử dụng 50 rất nhiều, cái kiểu là all in one ấy. Khi mà ra ngoại cảnh ấy thì với 50G nó xử lý khá là tốt và các góc thì mình chỉ cần lùi ra lùi vào nó cũng khá là tiện, nó không bị dài quá. Nhưng mà như anh thấy thì 50 thì có vẻ là không phù hợp lắm với chụp sản phẩm. Nếu mà chụp sản phẩm thì chủ yếu là dùng đến một vài con macro. Ví dụ như hiện tại em đã có chứ hay là em hướng tới là chọn con gì? Nếu mà chọn con bao nhiêu macro? Nếu mà sau này hướng tới thì chắc là sẽ chọn một con 105 nano, 2.8 nano, 2.8 đúng không? Con đấy rất là ngon. Thì em hỏi thêm anh Trung một chút là ví dụ như tại sao anh lại chọn cho mình là tiêu cự 24 và tiêu cự 50 trong cái việc chụp phóng sự của anh? Cái vấn đề này thì đó là một cái gọi là kỹ năng mới update của anh thôi. Anh cứ có thể chia sẻ với mọi người, biết đâu được mọi người học thêm được rất là nhiều thứ rất là thú vị. Này thì cũng chẳng có gì có kinh khủng đâu, chỉ là mình rèn được cái kỹ năng tạo sự thân thiện cho mọi người khi đi chụp thôi. Thế là mình sẽ chọn cái thứ tự là có thể áp sát được mọi người nhiều hơn, kiểu tham gia câu chuyện của mọi người nhiều hơn. Thì mình dùng những cái này không cần quá là kiểu tele để, tức là mình cần rộng ra để tiến gần vào cái chủ thể đúng không? Chứ còn không phải giết phải dùng tele 85 hay là 105 hay là 700, mình hầu như là mình sẽ không dùng những cái đấy trong khi phóng sự. Nhưng mà nhiều bạn thì lại nói là khi mình chụp góc rộng và mình tiến lại gần quá thì thứ nhất là mình ngại, thứ hai là chủ thể người ta, như đặc biệt kể cả em đi chụp hay là mời một số anh em đi hay đi chụp, bảo khi mình vừa giơ máy ảnh lên thì có thể các cái cô mà hoặc các chú lớn tuổi một chút, ôi mày đừng chụp, để cô đang xấu lắm hay là để cô chỉnh lại đã các thứ, thì anh có sợ là khi mình tiến đến gần quá như thế với những cái tiêu cự như thế thì lại gây ảnh hưởng đến cái buổi chụp không, hay là cảm xúc của mình và cũng như cảm xúc người được chụp không? Cái đấy thì đến điểm này hầu như là anh không bao giờ bị cái vấn đề gì đấy. Thế cái tip của anh là gì để hướng dẫn cho những anh em đi chụp ví dụ đường phố là cũng phải đến gần này, hay là chụp đại khái là các thể loại liên quan đến phóng sự, mình muốn đảm bảo cái được cái việc là không gian và thời gian con người nó diễn ra như thế coi như không có mặt mình đúng không? Thì cái tip của anh là gì, làm thế nào để mình tàng hình như vậy? Cái tip của mình thì chỉ đơn giản là mình cho người ta biết mình là ai này. Và mình luôn tham gia được các câu chuyện của mọi người. Tức là để là phải làm quen với mọi người chưa? Làm quen là một việc này. Và luôn xuất hiện trước mặt mọi người. Để cho người ta biết mình là ai, mình đang làm gì. Thì như thế người ta sẽ bỏ, người ta sẽ mặc nhiên người ta biết mình là ai rồi. Người ta sẽ không để ý nữa. Đấy là một cái tip rất là hay đấy. Vâng, còn gì nữa không anh có chia sẻ mọi người?
để nói thì còn đấy là sự rèn luyện kiểu những cái kỹ năng giao tiếp bình thường thôi, thì đấy chỉ là mình tạo thành thói quen hàng ngày thôi, thì tự nhiên khi đi chụp phóng sự mình sẽ tạo được cái không khí đấy. Là anh em phải về luyện tập nhiều nhé, luyện tập cái này không phải nghe cái tip hay nhưng mà mình phải mình luyện. Thế còn Như Dũng thì sao, tại sao em lại sử dụng hai cái giải tiêu cự kia? Thực ra em thấy là tiện trong việc sử tiện trong việc chụp. Tất nhiên phóng sự thì phải thay đổi liên tục, thì chắc là dùng một con kit 24-70 cần xoay là có thể tiếp cận tới cái từ góc đấy rồi, hoặc là khi mà có những góc hẹp thì mình về 24 mình có thể chụp được, đã là chụp được rồi, mình không cần lấy quá nhiều. Thế thì hỏi anh em, hai anh em một cái, bởi vì hai anh em đang theo hai trường phái khác nhau. Ví dụ như anh Trung này sẽ sử dụng lens fix hơn, đúng không? Còn như Dũng vừa chia sẻ như thế thì Dũng thì sử dụng zoom hơn. Thì theo anh Trung thì fix có cái lợi thế gì? Fix đấy, như mình chia sẻ tại sao mình fix là mình có thể mình sẽ chủ động hơn việc là mình mang tính con người hơn vào trong ảnh, tức là mình di chuyển bằng chân thật của mình này, áp sát thật. Còn thực ra thì zoom thì mình cũng đã sử dụng rồi, và cách chụp zoom mình cũng có cách sử dụng, nhưng mà mình vẫn thích là chụp fix hơn. Chụp zoom thì mình cảm giác mình sẽ hầu như sẽ bị hầu như thôi, chứ không phải tất cả, sẽ đứng như một chỗ và zoom ra zoom vào, thì nó sẽ mất cái phần hoạt bát này, mất cái phần gọi là tiếp cận và giao tiếp mọi người hơn, thì cái đấy thì nó sẽ hơi không đúng nét của mình lắm. Cái đấy là anh sử dụng, khi mình sử dụng lens fix là nó cũng ảnh hưởng một cái liên quan đến cái tip anh vừa chia sẻ, đó là cái việc mình giao tiếp với mọi người, đúng không? Thì em cũng có cảm nhận là em hỏi một số anh em dùng hay dùng fix ấy, và đặc biệt là trong chụp phóng sự cưới thì người ta bảo là khi dùng fix thì cái việc mình chạy ra chạy vào nhiều, lại tiếp xúc với mọi người nhiều, thì cũng nó ảnh hưởng một cái là khi người khác nhìn vào thì người ta thấy rằng mình nhiệt tình hơn, đúng không? Cái đấy có đúng không? Đúng rồi. Thế còn sao, còn như em sao, em thấy cái lợi thế của zoom là gì? Khi lợi thế của em khi dùng zoom ấy là sở hữu được nhiều dạng, nhiều tiêu cực cùng một lúc. Rẻ đúng không? Rẻ hơn fix không? Rẻ hơn fix là chắc rồi. Bây giờ vô đủ giải bốn cái fix đấy thì cũng đắt phết đấy. Cũng đắt đấy. Thì và cái thứ hai là với cái nhu cầu của mình là góc thì đủ góc thôi, là có thể chính diện hoặc xuyên đấy, thì mình không cần phải thay lens quá nhiều, không phải cần thay lens. Không cần, mà chỉ cần dùng chính cái tiêu cự trong cái lens fix đấy là hợp lý. Nhưng mà cái nhược điểm là khẩu độ. Em chắc là phải f tầm f4 mà khủng lắm thì f2.8 thì nó vẫn nhỏ hơn, vẫn phải sử dụng thêm đèn nếu như mà phải sử dụng thêm đèn flash hoặc là cái bất tiện là phải thêm nhiều đèn flash hoặc là ánh sáng phải tốt. Thế còn có lợi điểm gì khác không? Ngoài việc đầu tiên là rẻ này, thứ hai là tiện này, và nhược điểm là sử dụng đèn thì còn gì không, còn gì khi trong lens zoom? Chất lượng sắc nét thì chắc chắn không bằng fix rồi. Nếu fix cùng giá tiền cùng thì, giá kém tiền thì sẽ kém hơn fix rất nhiều. Cái độ sắc nét của fix thì nó tạo ra, thứ hai là cái hiệu ứng từ lens fix, nhưng mà với các khẩu độ lớn ấy, mà lens ấy thì nó có tạo ra một độ mềm nữa, thì lens zoom sẽ không bao giờ có được mấy cái đó. Ví dụ kiểu là độ chuyển từ nó gọi là dope đúng không? Cái dope của nó sẽ không bao giờ được có cái độ chuyển như vậy. Tiết lộ thêm là con lens fix con lens zoom của mình đang dùng là được thừa hưởng của anh Trung Hoàn, hóa ra là chuyển từ đây sang đây. Ông này mua, anh không thích dùng zoom lại bán cho ông thích dùng zoom. Cũng hay, thực sự thú vị. Cái này mình còn chưa biết khi mình quay cái video này nhá, rất là thú vị ấy. Bán cho người đúng nhu cầu thôi. Rồi, đúng, ổn đấy. Thế thì như hai anh em thì đang sử dụng Z6 rồi, thì mình có mong muốn là lên một cái đời máy gì khác? Ngoài cái việc ống thì đương nhiên là mình phải mua và nâng cấp lên rồi. Thực ra đây hiện tại này mình có một cái chia sẻ đấy là Z6 ấy thì ra là nó rất tốt rồi. Nhưng mà máy móc mà không phải là tất cả. Thế nên là nó không thể thay con người được. Thế nên là mình sẽ không thay đổi quá nhiều về việc nâng cấp, không nói chuyện quá nhiều về nâng cấp, mà mình sẽ luân phiên sử dụng giữa một con mirrorless và một con máy bình thường, máy cơ bình thường. Là... Ok. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi xem những cái bộ album rất là tuyệt vời của bên Queen Wedding, và đặc biệt là những album mà trực tiếp do tay anh Trung Hoàng chụp nhé. Và em sẽ có một câu hỏi với anh là sau khi là tức là khi em thấy trong ảnh của anh ấy, thì nó thường nó sẽ có những cái người ta gọi là những cái tương tác giữa mẫu và cái cảm xúc trong ảnh, em thấy nó rất là nhiều ấy. Thì từ đâu mà anh lại chụp được như thế này, và làm thế nào để mà mẫu lại tự nhiên như này, các đôi tự nhiên như này?
Thực ra có một từ mình muốn sửa của Kiên đây là tất cả những bộ ảnh mình chụp ấy không thuê mẫu một tí gì cả. Đây là khách hàng thực, khách hàng thật. Mình không quan tâm họ có không phải là người mẫu nhân viên, họ có những cái nhan sắc của là bình thường hay như là đấy. Mình vẫn để đây để cho họ biết là tôi chỉ chụp những người thật đây. Có thể là bạn, những người có những khách đây người ta sẽ nhận ra bạn mình. Còn có người ta hơi không biết người ta cũng là nhận ra người ta. Thì mới biết là mình không bao giờ lấy kiểu thuê phải thuê mẫu về để làm màu làm gì cả. Đây tất cả những bộ này đều là nhưng mà tôi làm thế nào mà khách hàng họ lại tự nhiên này mà rất cảm xúc luôn đấy. Ngoài việc là mình đầu tiên là mình đã quen biết với họ từ trước này, nếu mà không biết càng tốt. Còn nếu mà khách người ta qua một bên nào để giới thiệu qua bên mình ý, thì mình cũng có cách để cho họ có thể bộc lộ những cảm xúc khi chụp. Đấy, việc là đầu tiên là vẫn là việc con người của mình thôi, mình tạo phải cho họ một sự thân quen thôi. Thứ hai là mình có những cái cách để tương tác với họ khi đi chụp, để tạo ra những cái shot hình mà mình mong muốn trong cài vào trong đó là những cái nụ cười và những cái cảm xúc thật của họ. Ví dụ như có thể cho họ làm những hoạt động để mình bắt khoảnh khắc. Anh có thể ví dụ một cái ví dụ hoạt động gì không để mình bắt khoảnh khắc? Ví dụ như mình có thể làm một cái giả thôi. Mình sẽ đến một chỗ em đến một mình sẽ ngắm trước một cái địa điểm, mình ngắm trước một góc. Đây ví dụ như em ví dụ luôn đây cho mọi người xem, đây là cái ví dụ ở Gành Đá Đĩa Phú Yên này đi. Thì ví dụ như đến đây thì khi anh và cô dâu rể đến đây thì bắt đầu chúng ta sẽ làm những thứ gì đầu tiên? Mọi người có thể thấy cái đoạn này để mà lên ảnh này thì mình phải đứng ở khoảng rất là xa. Mà xa ngoài biển nó là cả một vấn đề. Sóng kiểu gió nói rất là không nghe được nghe gì cả. Thì mình có một cách đơn giản, nhưng mà cái cách này bất cứ địa điểm nào thì nó cũng có thể áp dụng được. Đấy là trước khi cho họ một góc mình mong muốn ấy, thì mình chỉ cho một cái dáng đấy à, thì nữa đến đúng chỗ này thì hai người làm cho anh cái dáng đấy, là hai người đứng trong ảnh này nhé, mình chỉ bảo là hai người đứng ở trong hai đầu đây đúng không, có mấy cái kiểu đúng không, có mấy cái dáng khác nhau đúng không. Không, một dáng cơ bản đấy là hai người đứng hai nơi, rồi khi nào mình hô ấy, thì hai người cùng đi vào nhau để hôn nhau một cái. Mình chỉ là nói đúng một lần thôi. Thì khi mà đến địa điểm đấy cứ cho họ làm đi làm lại thật khoảng 2-3 lần thôi. Không nên làm nhiều quá, chỉ làm 2-3 lần trở lại thôi. Để tạo được cái nét chân thật nhất thôi. Thì trong 3 lần đấy mình sẽ chụp những rất nhiều để mình tức là chụp thật nhiều đúng không? Tức là không cần quá nhiều đâu, mình sẽ chụp vừa đủ thôi. Nhưng mà ý là mình sẽ cố gắng tinh mắt, mình chọn được những người khác nào nó hợp lý nhất. Ví dụ họ gần hôn này, họ có thể hôn kiểu không đúng nhau, họ sẽ quay ra họ cười với nhau, họ kiểu họ tức là giữa những hoạt động đấy nó sẽ có những cái hoạt động đẹp, khoảnh khắc đẹp đúng không? Nó là một cái tip rất là hay để anh em có thể đi chụp cưới nhé. Anh em nhớ nhá, tip này cực kỳ tốn sót. Không quá tốn sót đâu, đấy là việc là mình biết họ, tức là họ cũng đã biết qua được cái dàn đấy nhà rồi, thì họ chỉ là lần đầu tiên họ chỉ chuẩn chút thôi, nhưng là sau họ làm rất là đẹp, rất tự nhiên luôn. Nhưng mà trong lần chỉ chuẩn cũng có những khoảnh khắc rất là hay, kiểu họ sẽ kiểu cười phá lên ấy, kiểu họ sẽ bị gương sẽ mà cười lên sẽ là thật hơn đúng không? Nên thì sau này rất tự nhiên là như thế, rất là hay. Thì thường thì anh đi chụp như cái ở Gành Đá Đĩa này thì anh chụp tiêu cự bao nhiêu đấy? Và anh có đổi tiêu cự liên tục và chạy xa không? Bởi vì cái chỗ này nó rất là khó di chuyển đấy. Nó cực kỳ khó di chuyển luôn, phải biết Gành Đá Đĩa nhấp nhô, nhưng mà cảm giác mình có thể làm rơi chân xuống biển luôn được. Thì bộ này thì mình thấu như thế chụp bằng 85 được từ xa đúng không? Từ xa tiền. Còn cơ bản không, nhưng mà có những cái bước mà em thấy rất là gần như này này, đây những cái bước cận như này thì nó chụp được gì? Những bước cận này thì vẫn 85 nhưng mà mình cũng lại vẫn di chuyển vào gần hơn đúng không? Đúng. Còn có một vài cảnh rộng hẳn thì các bạn thì nhìn thấy này là chụp góc độ rồi. Còn những cái kiểu nó độ sáu phong này chắc là 85 rồi. Còn những bức ở trước này. Cô xem cho khán giả xem à? Có chốc quay lại mà. Hết rồi, Gành Đá Đĩa thôi kệ nó đi. đây như cái chỗ này thì em thấy anh sử dụng là tiền cảnh hậu cảnh rất là nhiều đúng không? Nhưng mà bây giờ đến một cái khung cảnh lạ thì làm nào để mình có một cái tư duy ấy để có thể sử dụng tiền cảnh hậu cảnh được như này, và khi đó thì mình tư duy về cái việc dùng ống nó sẽ như nào? Thực ra đến những cái điểm thì thế là càng những địa điểm mình chưa đến ý, mình càng thích chụp hơn là việc mình đã chụp quá gần rồi. Tại vì đầu tiên là nó sẽ cho mình cái góc máy lạ và mới hơn. Giả dụ như trong ở cái đoạn này thì
Mình thấy tại vì thời điểm này nó khá là nắng nên là cái độ ánh sáng vinh nó sẽ rất là nhiều. Ừ. Và cái độ mấp mô của cái đàn đĩa này nó sẽ được nhiều nhất khi mà có ánh sáng vào, cái độ rõ ràng này các bạn có thể thấy nó tách hẳn nhau. Thì mình sẽ chụp cái hướng nó để làm sao thấy được cái độ nhiều nhất của cái đàn đĩa. Đây là góc máy thấp, góc máy thấp và góc máy cao. Khi còn góc máy ngang ngang thì đâm ra nó lại gần như là sẽ mất hình trạng. Lên rất là rõ từng viên đá một các bạn nhé. Kỳ hay như này là góc máy cao. Mình đứng trên cách trên đôi này của tầm vài mét đấy thì nó mới độ. Cái này chắc không phải 85 chứ? 85. Vẫn 85 đây luôn. 85. Mà có thể lấy được nhiều như này. Cũng gạnh nhiều. Rất xa luôn. Lấy được rất nhiều luôn. Cái này thì 24. Cái này thì sao? Hòn Yến. Cái này 85 hết. Thế thì cái việc mà khi anh sử dụng cái tiêu cự ấy trong ảnh ấy thì có một cái câu hỏi đặt ra là vì mình cũng mang theo nhiều tiêu cự fix này, sau đó thì cái khung cảnh nó cũng sẽ diễn biến khác nhau này, thì lúc đấy thì anh dựa vào cái gì để lúc đấy mình biết lúc đấy mình sử dụng tiêu cự này, lúc kia mình sử dụng tiêu cự kia, hay là theo ý đồ của anh, hay là theo phong cảnh, hay là theo gì? Cái này thì ý đồ thì tất nhiên là mình, con người thì khi mà mình cầm máy thì mình phải có ý đồ rồi. Thì để có một bức ảnh có nội dung. Còn ngoài ý đồ ra thì mình phải kết hợp giữa kiến thức và cái cách sử dụng thiết bị. Vì sao thiết bị ống kính người ta tạo ra đều có mục đích sử dụng mà. Thì mình chỉ cài ngoài cái thiết bị, mình biết thiết bị từng chỗ mình dùng cái gì, độ rộng cái dạng hay hẹp, thì mình phải có một cái kiến thức cơ bản về việc là mình đang chụp ở cái khu vực gì, có kiến trúc gì để mình áp vào. Ví dụ mà các bạn chụp ở trong một ngôi chùa thì tất nhiên các bạn phải chụp những cái nó tại vì trong chùa thì có rất nhiều kiểu chi tiết kiểu hoa lá cành kiểu hoa người ta muốn lượn các thứ đúng không, chạm trổ phải chụp làm sao lên được cái đấy, thì cái đấy là mình với các bạn phải để ý việc cả nó gọi là nguyên liệu ngoại cảnh đấy đúng không. Nó rất thẳng là đến 70% ấy khi chụp ảnh các bạn sẽ phải gắn đến kiến trúc, kiến trúc nhà cửa các kiểu công trình thì phải để cái đấy một chút nhé. Tức là anh Trung nó xuất thân dần kiến trúc lên rất rất may là rất chú ý đến cái vấn đề kiến trúc, kể cả ngay cả các việc kể cả các cái lối riêng thôi. Nếu các bạn học kiến trúc ấy, hoặc là để kiến trúc biết kiến thức không cần thiết phải học đâu, chỉ biết về thôi thì nó cũng tạo ra mảng miếng này và mảng khối đường dẫn hay là các bố cục trong ảnh nó liên quan đến những việc là kiến trúc thôi, nhà cửa cũng thế thôi. Rất là hay, anh ấy dùng cái kiến thức kiến trúc vào cái ảnh của mình rất là nhiều. Và ví dụ như là em thấy là như bên anh kiến trúc ấy, thì cái việc mà mình sử dụng để mà lên được những cái đường line hay là những cái chi tiết ấy, thì anh hay sử dụng len 85 hay len 50 hay len 24. Cái việc thời gian để dùng bố cục ấy thì len nào cũng có thể tạo ra bố cục được. Chỉ có là mình muốn nó như nào thôi, mình muốn nó cái đường line nó dài hay là gần là do mình thôi. Ví dụ như mình muốn đường line dài chẳng hạn thì mình sử dụng 24 hay 85 anh? Đường line càng rộng càng tốt hay càng hẹp càng tốt? Cái này thì phải do đường line nữa. Thì khi đấy lại quay lại đây là mình hiểu cái công trình đấy và hiểu cái thiết bị thì cái khi đó mới có sự hòa hợp với nhau được. Còn ví dụ như cái núi này đúng không? Giả dụ mà mình mà dùng 24 hoặc dùng góc rộng ấy thì nó sẽ thấp xuống đúng không? Nó không bẹt ra. Cái núi này nó sẽ đi xa xa và nó sẽ bị cái đường line nó không được rõ ràng. Còn khi mà mình đường nó ấy, khi mình làm năm thì nó sẽ rõ được cái núi và cảm giác rất là gần với cái người của mình, tức là nó kéo cái background lại đúng không, kéo gần background lại. Chứ bây giờ mà dùng nó làm đây ấy, thì nó chỉ vút vút luôn, nó lấy rất nhiều thứ, nó không tập trung. Rồi ok, cái này thì là cái kiến thức về ống kính thôi, nhưng anh Trung ngoài tận dụng rất hay. Có một cái thứ hai là đây, như trong cái bức ảnh này thì em thấy anh sử dụng ánh sáng rất là nhiều đúng không, thì anh thấy cái ánh sáng trong vai trò nhiếp ảnh thì như thế nào và anh hay sử dụng những loại ánh sáng ra sao? Ánh sáng thì mình thì tính mình nó cũng hơi bụi bụi và mình thích nó mạnh mẽ, nên là ảnh của mình nó luôn có sự rõ ràng cao đúng không, như thế này cao rõ ràng cực kỳ cao luôn đấy, càng nắng mình càng thích chụp. Chứ ra ảnh mình đấy hơi ít về cái chuyện là chụp hoàng hôn. Mình thích cái những ảnh mình nó rõ ràng đậm nhạt, có rõ ràng, có ảnh cứ phải gắt, rõ ràng gắt cực kỳ gắt luôn để tạo thì như cho người xem là một sự rất là kịch chính, xem là phải xem phim chiến tranh và phim hành động hoành tráng. Thế thì anh có hay sử dụng ánh sáng tự nhiên hay là hay sử dụng ánh sáng nhân tạo? Mình như thế này cũng chụp ánh tự nhiên là nhiều hơn. Đây như cái này là ánh tư này. Ánh tư đây, zone F, chủ thể là rất là hay. Ra được tức là mảng khối nước rồi mảng khối đá rất là hay. Thế còn như Dũng sao em sử dụng, ví dụ như ống zoom thế thì em bảo là nó do nó khẩu độ nó nhỏ em hay sử dụng đèn đấy. Thì em có hay sử dụng đèn dưới dạng gì?
và sự loại sự ánh sáng em hay sử dụng là tự nhiên hay nhân tạo? Bởi vì là event của mình là diễn ra phần ở buổi tối nên là thường sử dụng ánh sáng nhân tạo rất nhiều. Có hai dạng đèn mình thường sử dụng, một là đèn rời như là AD600. Một cái đèn rất to đúng không? Một cái đèn rất to. Thường thường là đèn đấy để chụp check-in cho celeb hoặc là những người nổi tiếng. Đó là cái chỗ bục đi. Thường thường là bục check-in. Còn những hoạt động động tác thì thường thường mình quay ra mình sử dụng đèn flash. Flash nhỏ đúng không? Flash nhỏ. Mấy con thì hình như Dũng cũng đang sử dụng con 860V2 đúng không? Đang sử dụng 860V2. Mặc dù nó hơi kênh so với con Z6. Nó hơi rẻ đấy, bạn ấy bảo là hơi rẻ. Không phải hơi rẻ mà vấn đề là nó hơi to. Nó là hơi to. Nhưng mà cũng dưới con đấy thì làm gì có con gì ra hồn đâu. Đúng. Không có con nào ra. Nếu mà con đẹp để đẹp với nó thì lại rất, thì cái độ hồi nó rất là chậm. Đúng. Mình không thể theo được. Mình làm nghề mà đúng không? Anh em đều làm nghề sử dụng Z6. Ok, rất là cảm ơn một cái buổi chia sẻ rất là tuyệt vời về cái thiết bị cũng như là cái đam mê chụp ảnh của anh Trung cũng như là của Dũng. Và đặc biệt là hôm nay rất là may mắn khi mình có được một cái buổi giao lưu với hai anh em đều đang sử dụng thiết bị đó là Z6. Đó là một thứ thiết bị rất là tuyệt vời. Ok, thì vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và chúng ta hỏi thêm anh Trung Hoàng về cái việc là thương hiệu Queen Wedding đến từ đâu và sẽ như thế nào nhé. Anh Queen thì hình thành lâu chưa? Thực ra Queen của mình thì đã manh nha cái đây khoảng 2 năm trở lại đây. Nhưng mà đến thời điểm này nó mới có một cái địa điểm gọi là rõ ràng nhất. Trước đó thì mình có làm freelancer và có một cái bếp riêng đó là Queen. Thương hiệu online đúng không? Ừ, thương hiệu online thôi. Thì đến thời điểm này bắt đầu mình mới chạy hoạt động ở bên địa điểm chính xác ở đây là được 4 tháng rồi. Và anh có thể nói cho mọi người địa chỉ của mình luôn. Địa chỉ của mình thì ở tầng 2B, chung cư Hoàng Gia Tô Hiệu Hà Đông, ở cạnh Metro Hà Đông. Thì cái này khá dễ tìm thôi. Ok, một lát nữa mình sẽ để cái link fanpage cũng như các thứ liên quan đến để Queen Wedding ở đây để các bạn có thể có muốn tham khảo hay là có nhu cầu về chụp cưới, thích cái phong cách ảnh của bên Queen Wedding thì các bạn có thể liên hệ. Có một thêm một câu hỏi nữa của em dành cho anh, đó là tại sao anh lại xây dựng lên một cái Queen Wedding như ngày hôm nay và anh mong muốn gì và điểm khác biệt của Queen Wedding so với những nơi thực hiện những bộ album cưới khác như thế nào? Thực ra thì trên thị trường bây giờ có rất nhiều thương hiệu, thì mỗi thương hiệu thì nó sẽ có một cách phục vụ riêng và cách để có được cái nguồn khách riêng. Còn với mình thì rất may, đến hiện tại mình thì rất may là mình đi lên chụp ảnh dịch vụ từ đam mê, nên ra là mình luôn thích là tạo ra những cái đẹp cho mọi người, chụp những cái ảnh đẹp cho mọi người. Thế nên ra là Queen cũng xuất phát điểm từ đấy, là chụp được thật nhiều bức ảnh cho mọi người đẹp để cho mọi người có thể sử dụng được, chứ không cần thiết phải quá là cầu kỳ trong tạo hình và tạo dáng. Mình luôn tạo ra sự thoải mái này, phục vụ tốt này, phục vụ rất là nhiệt tình để cho người ta có thể bộ lộ được đúng cá nhân, cái con người của họ để tạo ra bức ảnh nó đẹp nhất và họ có thể sử dụng được lâu dài nhất. Nó mang cái tính cá nhân của khách hàng trong rất nhiều, chứ không mang cá nhân cho một người chụp nào đấy. Mình không bao giờ luôn đề cao là họ muốn gì thì mình sẽ đáp ứng nhu cầu trong cái việc là mình sẽ tư vấn và có sự chuyên môn của mình để sao cho hợp lý giữa cả hai bên. Vâng, như thế là em thấy là cái điểm mạnh của Queen Wedding nó là ngoài cái việc là ảnh mang một phong cách riêng, một cái phong cách nghệ thuật của anh Trung Hoàng, thì ngoài ra đó thì em cũng thấy là có cái điểm mạnh của Queen Wedding nó là về dịch vụ khách hàng đúng không? Phục vụ khách hàng đúng không? Nó đẩy cao cái tôi của khách hàng lên rất là cao. Ok, thế thì anh có mong muốn thì về thương hiệu Queen Wedding thì sẽ đi đến đâu và cái giá trị cốt lõi nó sẽ như thế nào không? Hiện tại thì tất nhiên là ai cũng sẽ có một cái mình có gọi là ước mơ đi ha, thì thương hiệu mình nó thật là lớn mạnh đúng không? Yeah. Nhưng mà mình luôn phải biết mình là ai. Thì hiện tại mình đang cố gắng trong khoảng 1 đến 2 năm tới, mình cố gắng sẽ phục vụ được cái số lượng người có nhu cầu trong khu vực quận Hà Đông. Sau khi đó thì mình rất tất nhiên là sẽ muốn nó phát triển hơn. Cái đấy thì trong khoảng 2 năm tới thì mọi người có thể chờ tiếp. Dạ vâng, thì em cũng là rất là cảm ơn cái buổi giao lưu của Queen Wedding cũng như là anh Trung Hoàng cũng như bạn Dũng ngày hôm nay, một buổi giao lưu rất là tuyệt vời. Và em chúc làm sao mà Queen Wedding càng ngày càng phát triển và cũng như là đội ngũ của nhân sự cũng như là đội ngũ của studio mình ngày càng phát triển, để làm sao mà như anh cũng là một cái
đối tượng khách hàng cực kỳ thân thiết của bên máy của Hà Nội rồi, thì anh cũng thì em mong muốn làm sao mà đội ngũ mình phải tầm 15-20 nhân viên nữa, sau đó là qua máy của Hà Nội để bọn em có thể tiếp tục phục vụ tốt hơn nữa. Và chúc anh cũng như là toàn thể Queen Wedding có càng ngày càng có càng nhiều những cái tác phẩm tốt hơn nữa, và đặc biệt là càng ngày càng phục vụ tốt nhiều khách hàng hơn nữa, và luôn luôn là một khách hàng trung thành của máy Vũ Hà Nội. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, và xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở chương trình lần sau.